Ngày 4 tháng 7, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Chủ trì hội nghị ở điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh có các đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phụ trách chương trình giảm nghèo bền vững, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 6 tháng năm 2024, công tác lập sao kế hoạch thực hiện nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 kịp thời đúng nguyên tắc tiêu chí định mức trình tự. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là 830,5 tỷ đồng. 100% các nguồn vốn đã được sao đến các huyện thành phố. Đến nay, tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 100% dự án. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 63,8%. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do chưa có danh mục công trình dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, chưa hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư nên chưa có cơ sở để giao chi tiết nguồn vốn cho dự án. Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2024, tỷ lệ giải ngân của các chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ chỉ đạt dưới 5%. Còn đối với nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài, chỉ đạt dưới 13,76%. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các huyện thành phố cần thành lập tổ công tác, đôn đốc giúp đỡ các xã còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 7, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, những nơi chậm giải ngân, các địa phương cho rà soát, điều chuyển. Nếu cán bộ không đáp ứng được công việc, các sở, ban ngành địa phương cần duy trì sao ban thường xuyên để rà soát kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Cũng tại hội nghị, Hội đồng thẩm định xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh bỏ phiếu thống nhất công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn và xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.